Trên đời này có ai dám tự nhận mình chưa bao giờ nói dối không? Chắc chắn là không. Bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ nói dối ít nhất là một lần trong cuộc đời. Lời nói dối đầu tiên bắt nguồn từ khi nào và tại sao con người lại phải nói dối? Không phải chúng ta luôn được dạy là phải sống chung thật và thành thật hay sao? Nếu bạn vẫn thắc mắc mà chưa tìm được câu trả lời thì hãy tiếp tục xem hết video này. Kinh Thánh viết gì về nguồn gốc của nói dối và giải pháp cho hậu quả hết? Lời nói dối đầu tiên được ghi lại sớm nhất trên trái đất là lời nói dối của con rắn, một hình ảnh của Satan. Con rắn đã cám dỗ Eva là tổ mẫu của loài người, ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác mà Đức Chúa Trời trước đã có cảnh báo cho Adam và Eva. Nếu ăn thì chắc chắn sẽ chết, cả thân xác lẫn tâm linh. Con rắn dụ dỗ rằng nếu ăn thì sẽ không bị chết. Rắn bèn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 4. Trước lời nói dối đầy cám dỗ của quỷ Satan, hai con người đầu tiên là Adam và Eva đã trượt dài trên con đường tội lỗi. Nhưng sau khi bị Đức Chúa Trời phát hiện, thay vì thú tội và nhận trách nhiệm thì cả hai lại trách móc và đổ lỗi cho nhau. Adam đẩy tội sang cho Eva, người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi. Còn người nữ là Eva lại thưa rằng con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. Thông qua câu chuyện của Adam và Eva, chúng ta có thể thấy rằng bản tính của con người đã bị biến chất, càng trở nên xấu xa và thái hóa. Và những điều đó cũng còn tồn đọng cho đến ngày nay. Con người khi bị phát hiện nói dối vẫn thường hay trách móc và đổ lỗi cho nhau để trốn tránh trách nhiệm mà bản thân phải chịu. Sau lần phạm tội của hai con người đầu tiên, từ đây tội lỗi, bệnh tật, đau khổ, sự chết bắt đầu xâm nhập vào thế giới tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho con người. Không đơn giản là người nào làm, người đó chịu, mà hình phạt còn ảnh hưởng lây lan cả một thế hệ con cháu cho đến tận ngày hôm nay. Chính việc này đã mang đến cho con người một thế giới đầy gian nan, đau khổ và không bao giờ thoát khỏi cái chết. Kinh Thánh Dân Số Ký đoạn 14 câu 18 có miêu tả: Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy lòng thương xót, tha thứ tội lỗi và sự phản nghịch, nhưng không kể kẻ có tội là vô tội. Đúng vậy, Ngài là một người cha không dễ nổi giận, vô cùng công chính và luôn dành mọi sự yêu thương, tha thứ nếu như con của mình mắc phải sai lầm và biết ăn năn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà những kẻ có tội đều trở thành vô tội. Bất cứ ai có tội đều sẽ bị trừng phạt. Từ trước đến nay, con người luôn dễ dàng bị tội lỗi cám dỗ để trở thành nô lệ của chúng. Có người biết và muốn tìm cách chuộc tội, nhưng rồi đành phải cam chịu vì sự bất toàn của bản thân. Vì vậy, Jesus Christ là con Đức Chúa Trời được sai đến cứu loài người khỏi hậu quả của sự chống nghịch Đức Chúa Trời, đó là sự chết. Chúa Giêsu đã khẳng định rằng ma quỷ là cha của sự nói dối, Giăng đoạn 8 câu 44. Do hậu quả bị chết về tâm linh, cách xa Đức Chúa Trời nên con người sống trong xu hướng phạm tội. Thân xác dù còn sống tạm nhưng thực tế đang tiến đến sự chết mỗi ngày. Kinh Thánh đã từng dạy con người đừng nên nói dối. Các người chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối và chớ lừa đảo nhau, Lê Vi Ký đoạn 19 câu 11. Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài, Châm Ngôn đoạn 12 câu 22. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta là chi thể cho nhau, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 25. Hậu quả: bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa đứng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt, Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 10. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuộc sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy, Khải Huyền đoạn 22 từ câu 14 tới câu 15. Vì vậy,
Tôi ghét, tôi ghê sự dối trá, song tôi yêu mến luật pháp Chúa. Thi Thiên đoạn 119 câu 163. Hỡi Đức Giê-hô-va, ai sẽ ngủ trong đền tạm Ngài? Ai sẽ ở trên núi thánh Ngài? Ấy là kẻ đi theo sự ngay thẳng, làm điều công bình và nói chân thật trong lòng mình. Thi Thiên đoạn 15 từ câu 1 đến câu 2. Con người bất toàn, yếu đuối và khó có thể chiến thắng sự cám dỗ, tội lỗi bằng sức của riêng mình. Họ chỉ có thể làm được điều này nếu biết nương tựa vào tình yêu thương và sức mạnh nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Philip đoạn 4 câu 13. Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài và dạy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Hằng ngày tôi trông đợi Ngài. Thi Thiên đoạn 25 câu 5. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời hứa, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi, mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Thi Thiên đoạn 32 câu 8. Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa giải phóng con người ra khỏi xiềng xích tội lỗi và bày tỏ tình yêu thương nhân loại qua Chúa Giê-xu Christ. Vậy Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng đoạn 14 câu 6. Nếu Sa-tan là cha của sự lừa dối, thì Chúa Giê-xu là đường đi, chân lý và sự sống. Điều này có ý nghĩa gì? Khi con người tin nhận giải pháp chiến thắng tội lỗi mà Đức Chúa Trời ban cho thông qua Chúa Giê-xu, thì mọi tội lỗi của họ đều bị đóng trên cây mộc hình cùng bản án tử hình mà Chúa Giê-xu đã chịu. Và chúng hoàn toàn bị chôn luôn trong mồ mả cùng với thân xác Chúa Giê-xu đã bị chôn. Để khi Ngài sống lại thì những người tin nhận Ngài cũng đều sống lại thành con người mới, không bị liên can gì với tội lỗi nữa, vì mọi sự rủa xả bởi tội lỗi đã chấm dứt và không bị chi phối bởi lời nói dối của Satan nữa. Điều quan trọng nhất là nhờ sự sống lại của Chúa Giê-xu mà ai quyết định đồng sống trong Ngài được phục hồi toàn vẹn mối quan hệ nguyên thủy giữa con người với Cha Thiên Thượng là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Vậy nếu ai ở trong Đức Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Và con Đức Chúa Trời đã hiện ra để phá hủy công việc của ma quỷ. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Bởi đó người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỷ. Ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy. Văn nhất đoạn 3 từ câu 8 tới câu 10. Thực trạng nói dối tồn tại suốt hơn ngàn năm, tại sao ai cũng tin? Tuy nhiên ngày nay có một sự thật phũ phàng là các giáo hội sừng nhạt Giê-xu Christ, Công giáo, chính thống, Tin lành đều sử dụng Kinh Thánh, thậm chí Tin lành còn mạnh miệng tuyên xưng chỉ tin duy Kinh Thánh. Họ đều biết nói dối là không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thế nhưng hàng năm vẫn tổ chức ngày lễ Noel 25 tháng 12 và hãnh diện gọi đó là ngày Giáng sinh của Chúa Giê-xu, dù biết rất rõ Ngài không Giáng sinh vào ngày đó, thậm chí mùa đó. Dù có biện hộ lý do gì đi chăng nữa để tổ chức Noel trong cộng đồng Cơ Đốc giáo thì nói dối vẫn là nói dối. Sự nói dối ấy càng ngày trở nên kinh khủng khi được các giáo hội đua nhau ra sức tô vẽ dưới bao hình thức lãng mạn hấp dẫn, nâng tầm thành lễ hội tôn giáo lớn nhất hành tinh, tập hợp mọi nguồn lực cho trang trí, âm nhạc, tiệc tùng và đặc biệt qua các bài giảng, lời ca để ấn sâu vào tâm khảm tín đồ từ trẻ đến già. Tình yêu như giá trị chân thật quý báu nhất suốt đời không thể quên vậy. Ngày 25 tháng 12 không phải là ngày Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Đây là một lời nói dối kinh khủng nhất của thế kỷ. Con người chúng ta vẫn nên trở lại với lẽ thật và tình yêu thương trong Đức Chúa Trời, thay vì sống theo tiêu chuẩn của chính bản thân hoặc chịu sự ảnh hưởng của thế gian lừa dối này. Tội nói dối rất nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Chứng gian sẽ chẳng thoát khỏi bị phạt và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Châm ngôn đoạn 19 câu 9.
các bạn hãy subscribe kênh YouTube của Leon Trần để có thể xem được những video mới nhất ẩn chứa những thông điệp hết sức chân thật, rõ ràng và vô cùng thú vị về đời sống tâm linh.